xin chào anh em, mình là Hải. Còn mình là Thanh, đến từ kênh Lan Can 68. Hôm nay mình cùng với Thanh và anh em Lan Can 68 sẽ cùng khám phá hậu trường đằng sau MV của Juno Big Boy. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa, let's go. Sướng, khét lẹt luôn. Khét là mấy ảnh, anh Rip đó, ảnh quá gắt. Và bánh xe cũng khét lẹt. Có mùi khét của bánh xe. Và thứ hai đó là cảm giác rất là sướng, khá mạo hiểm. Em đứng ở đây, mấy anh Rip xung quanh. Bạn shout out to anh Hoàng, let's get it. Anh Hoàng hôm nay ảnh khá là mệt. Nói chung là mình có nghe là ảnh bị sốt khá cao, nhưng mà cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều vì đã giúp mình thực hiện scene này ở trong MV. Yeah, cảm ơn anh. Yeah, high five, let's get it. Khá mạnh cũng khá đuối. Lan Can, the one, it's right in the building, baby. Em không biết em ngồi dừa không rồi. Siêu xe như thế nào? Trước tiên là mình phải vuốt cái vô lăng của nó để nó sướng. Cái này là gì ta? Anh biết không, là lần đầu tiên anh được tham quan cái hậu trường MV của ca sĩ. Em cũng vậy luôn, không ngờ là để thực hiện một cái MV là thành quả của rất là nhiều con người và không hề dễ dàng một chút nào luôn á mọi người. Rất là nhiều trang thiết bị được đầu tư, hy vọng MV này sẽ thành công. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip behind của No ngày hôm nay, và nếu mà mọi người thích hoặc là ưa thích cái clip behind này cũng như You Know thì mọi người hãy subscribe, share, Lan Can in the building baby. Let's get it.